Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ của 7S. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 9 rồi, có nghĩa là còn 4 ngày nữa thôi chúng ta sẽ chính thức được chiêm ngưỡng cái siêu phẩm của nhà Apple, đó chính là iPhone 13 series đúng theo như dự kiến. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với mình bàn luận và tìm hiểu thử xem ngoài iPhone 13 series ra thì Apple sẽ đem đến cho mình những siêu phẩm nào trong đợt sự kiện lần này nhé. Tại sự kiện California Streaming sắp sửa diễn ra vào 0 giờ ngày 15 tháng 9 sắp tới đây thì Apple sẽ chính thức tung ra iPhone 13 series của mình với những nâng cấp cũng như là loại tính năng độc đáo hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường công nghệ trong thời gian sắp tới. Và theo những nguồn tin rò rỉ thì một trong số những siêu phẩm sẽ dự kiến được ra mắt trong cùng sự kiện này đó chính là Apple Watch Series 7. Đứng trước sự nổi bật áp đảo của iPhone 13 series thì có vẻ như chúng ta đều thấy Apple Watch Series 7 lần này có rất ít hình ảnh cũng như thông tin liên quan đến sản phẩm. Một trong số ít hình ảnh được công bố của Apple Watch Series 7, chúng ta thấy được sự khác biệt so với những phiên bản trước đây, đó chính là sử dụng khuôn viền vát phẳng và kích thước màn hình cũng lớn hơn, các điểm ảnh sẽ được tăng lên đáng kể. Điều này càng khẳng định cho tin đồn về việc Apple sẽ nâng cấp dung lượng pin trên smartwatch mới của mình. Mặc dù theo báo cáo thì Apple Watch sẽ có dung lượng pin đủ để chúng ta sử dụng cả ngày, tuy nhiên việc đeo vào ban đêm nhằm theo dõi giấc ngủ có thể sẽ khiến người sử dụng suy nghĩ và cân nhắc hơn về thời gian sạc pin cho đồng hồ. Cho nên đã có rất nhiều người đang kỳ vọng Apple sẽ cải thiện khả năng sạc của sản phẩm này để nó nạp năng lượng nhanh hơn. Nhưng cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa nghe thấy bất kỳ báo cáo nào cho thấy Apple sẽ áp dụng khả năng sạc nhanh lên siêu phẩm lần này. Việc cải thiện thời lượng pin ở trên một thiết bị nhỏ như Apple Watch sẽ là một thách thức cực kỳ lớn dành cho Apple và rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tới số lượng mà sắp tới Apple Watch Series 7 sẽ được ra mắt. Và bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều tin đồn về việc AirPods 3 sẽ chính thức được ra mắt trong cùng sự kiện lần này. Cụ thể thì thông tin trên được tiết lộ bởi tài khoản Twitter Pilot. Đây là một tài khoản được điều hành bởi leaker nổi tiếng Matt Wampach. Theo như Pa cho biết thì AirPods 3 sẽ cùng được ra mắt và hứa hẹn đem đến những trải nghiệm âm thanh tốt hơn dành cho người sử dụng. Nói một cách chi tiết thì đây là một chiếc tai nghe True Wireless tốt nhất tính ở thời điểm hiện tại. Ngoài việc cải tiến chất lượng âm thanh, mà AirPods 3 dự kiến sẽ còn sở hữu một viên pin lớn hơn 20% so với thế hệ thứ hai và được cho là sẽ tương tự có thể sánh ngang như là AirPods Pro. Tuy nhiên, cũng theo như báo cáo trước đây thì việc AirPods 3 được nâng cấp về pin, thay đổi về thiết kế và cải thiện về âm thanh tốt hơn thì để tiết kiệm chi phí của tai nghe, AirPods 3 sẽ không có những tính năng như khử tiếng ồn chủ động hay chế độ xuyên thấu. Mặc dù những hình ảnh đi kèm trong sự kiện ra mắt iPhone 13 series lần này của nhà Apple là rất hiếm hoi, tuy nhiên trong số ít hình ảnh được rò rỉ đó, chúng ta đều thấy được rằng các sản phẩm lần này đều rất chất lượng và được đầu tư kỹ lưỡng, không chỉ bởi thiết kế bên ngoài mà còn bởi tính năng bên trong. Và những siêu phẩm tại sự kiện California Streaming lần này của Apple như là iPhone 13 series, Apple Watch Series 7, AirPods 3 sẽ được lên kệ sớm và bán chính hãng tại chuỗi hệ thống cửa hàng của 7S trong thời gian sớm nhất cùng với mức giá tốt nhất dành cho khách hàng của mình. Tụi mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sau sự kiện dành cho bạn nào quan tâm. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy comment cho mình biết là bạn thích sản phẩm nào hơn nhé. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho 7S. Xin chào và hẹn gặp lại.